Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Swing Boot cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Ở bài 7 này thì chúng ta sẽ học về phương thức Delete trong Swing Boot Web. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào Movie Service và tạo mới một hàm mới có tên là Remove Movie. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thay đổi tham số của chúng ta là kiểu integer. Và chúng ta sẽ truyền ID của movie vào đây. Tiếp đến thì chúng ta sẽ chỉ so sánh ID. Và chúng ta sẽ dùng hàm remove của movie list. Như vậy là đã xong. Chúng ta chuyển sang hàm controller. Hàm controller của chúng ta sẽ copy cái bootmapping của chúng ta. Thay đổi annotation là delete mapping. Thêm thực hiện. Chúng ta sẽ đổi luôn tên là delete movie. Tham số thì chúng ta sẽ truyền integer vào đây. Và chúng ta sẽ truyền biến ở trên đường dẫn path variable. Chúng ta sẽ viết lại annotation đúng ở đây. Và đơn giản chúng ta sẽ gọi hàm remove movie của service movie. Chuyển ID vào. Ok, như vậy là đã xong. Chúng ta sẽ cùng debug. Web đã lên ở cổng 8081. Chúng ta bật lên và lấy ra danh sách các movie. Chúng ta sẽ xóa movie thứ hai đi. Chúng ta sẽ lấy một cái hàm có chuyển biến ở parameter này. Và chúng ta sẽ chuyển sang phương thức delete. Và chúng ta sẽ chạy thôi, đơn giản chỉ là chạy thôi. Chúng ta sẽ xóa movie thứ hai. Delete true, đã xóa thành công. Chúng ta cùng kiểm tra là đã xóa trong list hay chưa. Đã xóa rồi.